Sau đây chúng ta sẽ đến với bài giảng thứ hai, đó là phân tích nguyên tố. Về phương pháp phân tích nguyên tố thì sẽ có hai phương pháp, đó là phân tích định tính và phân tích định lượng. Các bạn nhớ cho thầy về phương pháp phân tích nguyên tố. Thì chúng ta sẽ có hai phương pháp. Phương pháp đầu tiên chúng ta kể đến đó là phân tích định tính. Phân tích định tính. Và sau đó thì chúng ta sẽ đến với phương pháp đó là phân tích định lượng. Phân tích định lượng. Mình sẽ hiểu cho thầy là hai phương pháp này như sau về cái nguyên tắc này. Phân tích định tính thì các bạn chỉ cần xác định cho thầy là thành phần có trong cái hợp chất hữu cơ đã cho là gồm có những nguyên tố nào tạo nên nó, được chưa? Chúng ta sẽ xác định cho thầy được là xác định thành phần nguyên tố tạo nên hợp chất hữu cơ. Xác định thành phần nguyên tố tạo nên hợp chất hữu cơ. Tạo nên hợp chất hữu cơ, thầy viết tắt nhé. Thế còn đối với định lượng thì sao? Sau khi phân tích định tính xong thì định lượng thì các bạn phải xác định được chính xác lượng của từng nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ đó. Lượng đây mình hiểu là có thể là số mol, hoặc có thể là khối lượng, hoặc có thể là thể tích nữa. Được chưa? Tiếp theo là mình xác định chính xác là xác định lượng. Xác định lượng của từng nguyên tố. Lượng đây mình nhớ từ anh nhé, có thể là số mol và có thể là khối lượng. Số mol là n, khối lượng là m nhỏ nhé, của từng nguyên tố. Của từng nguyên tố. Đó, nguyên tắc của từng phương pháp là như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái thông tin về phân tích định tính lần lượt với các nguyên tố nhé. Phương pháp về định tính, chúng ta sẽ kể đến phương pháp phân tích nguyên tố carbon. Bởi vì thành phần nguyên tố hợp chữ cơ nhất thiết phải chứa carbon, đúng không nào? Chúng ta vào phần 1 nhỏ, xác định carbon. Cách tiến hành như sau. Chúng ta sẽ tiến hành là đem đốt cháy hoặc là nung với chất có tính oxy hóa đối với hợp chất hữu cơ. Rồi sau đó, chúng ta sẽ cho cái sản phẩm mà sau khi đã bị đốt cháy hoặc là nung với chất oxy hóa này hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư thì có công thức là CaOH 2 lần. Hiện tượng sẽ xảy ra như sau. Và chúng ta sẽ thấy được rằng là nước vôi trong nó sẽ bị vẩn đục. Tại sao? Lúc này chúng ta sẽ khẳng định cho thầy